Sống nơi đất khách quê người, nhiều đôi trẻ người Việt vẫn vượt qua những khó khăn trong cuộc sống để tìm thấy hạnh phúc của mình. Một clip quay lại màn cầu hôn của đôi bạn trẻ đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nagoya, Nhật Bản đã gây được sự chú ý đặc biệt của cộng đồng người Việt. Sau một ngày được đăng tải trên trang mạng xã hội Facebook của cộng đồng Việt Nhật, clip cầu hôn của đôi bạn trẻ Nguyễn Minh Tiếng và Nguyễn Thị Nhi đã thu hút 87.000 lượt xem và hơn 6.000 lượt like. Nguyễn Minh Tiếng sinh năm 1990, quê ở thành phố Hồ Chí Minh. Nguyễn Thị Nhi sinh năm 1991, quê ở Bình Định. Minh Tiếng và Nhi quen, yêu nhau khi hai người đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nagoya, Nhật Bản. Tình yêu đã nảy nở giữa đôi bạn trẻ người Việt và đâm hoa trong những bộn bề của cuộc sống nơi đất khách quê người. Nhân ngày sinh nhật của Nguyễn Thị Nhi 13 tháng 1, Nguyễn Minh Tiếng đã tổ chức màn cầu hôn đầy xúc động với sự tham gia và cổ vũ của đông đảo bạn bè.